Ra nơi đông hồ tôi ra cờ chị Than. À đây, chị ngồi đây nha. Không, chị đứng. À đúng á. Vui không em Cam? Em đang đi học về, em đang thích qua kìa em Cam này. À em đang nhảy à? Đi Cam, em cũng nhảy. Nhanh lên em Cam, nhanh lên ra đây, ra đây trượt cho các bạn nhìn xem nào. Rồi Cam trượt đi, 1, 2, 3. Thích không? Ở ngoài này còn có một con khủng long chim này. Nó đang bẫy bẫy bạn mình vào bên trong đấy. Nhiều bóng chưa? Nè, các em bỏ cặp ra. Ui dồi, sao lại vứt cặp thế này? Em Cam ơi, em Cam hãy đi chơi về để cặp gọn một chỗ chứ em Cam vứt như vườn này à, có khi nó mất cặp đấy. Đây, em Cam ra để vào chỗ này này. Đây em Cam ra để cặp vào đây xong rồi đi chơi. Cam gọn vào. Đấy các bạn đừng như em Cam nhá. Mình đi đâu mình phải để đồ gọn vào chứ không được để bừa ra, không được vứt xuống sàn như thế. Rồi bây giờ em vào kia chơi đi, anh ở đây anh trông cho. Đấy, chèo vào đi. Nhảy xuống thôi. Em Cam ơi, chị còn phát hiện ra có một trò chơi hơi bị hay luôn. Trò chơi nhả bóng đây này. Đây này, chúng Cam mình ơi. Sẽ đút các quả bóng này vào trong này nhá. Đấy, nó sẽ tự hút vào đây này. Cầm em Cam hút đây. Đút vào cái lỗ đây cơ. Em Cam hút bên này nha, còn chị đút bên này nha. Đấy, nó sẽ hút lên trên kia kìa, các bạn nhìn trên kia kìa. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đây này, nó hút nó đẩy ra đây này. Nào, xong rồi, mình ấn cái nút kia một cái là nó sẽ đẩy ra đấy cậu ơi. Nha, nhìn cái bóng đây này. Nào, thả đi. Bây giờ tớ sẽ bấm vào nút màu xanh này để thả các quả bóng kia xuống nhá. Rồi cậu bấm đi. Hay chưa? Tí thì thả xuống đầu Cam nhá. Đấy. Ô, em Cam là sao mà nghe ra đây? Em Cam cầm bóng rơi vào người cậu ơi. Bóng này á, có cầm ném vào đầu nó cũng không đau đâu. Đấy. Đây này, ném vào đầu nó cũng không đau đâu. Đấy chưa? Em Cam ơi, lại đây chị nhìn thấy có một cái cầu trượt to khổng lồ đây này, đừng chơi trò này nữa. Nào hai chị em trượt xuống đây đi. Ôi, bạn Trang trượt trước nhưng mà vẫn thua em Cam. Ở đây có cái trò nhảy đấy này. Úi giời. Trò này còn nhảy được lên tường luôn cơ. Trò này chỉ người lớn chơi thôi chứ các em không chơi được đâu. Wow. Yêu. Wow. Cốc 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 cốc. Tôi là khổ. Các ơi mở cửa ra cho tôi vào với. À đây à, cửa đây á. Cửa bé như thế này thì làm sao tôi chui vào được. Ui. Em Cam ơi, em Cam thì chị có bóng hay chưa này? Ấy. Ui, ui, ui. Cái bạn Trang kia, sao lại ném cái quả bóng này vào tớ? Này. Nhớ quá. Em Cam tớ thế nào này, ngã cả hai kìa. Đấy là cái tội cậu ném tớ trước nha. Ui, quả bóng ơi, quả bóng có gai nó đập vào người đau thật đấy. Tất nhiên, quả bóng đấy là quả bóng khổng lồ mà xong lại còn có bao nhiêu cái gai nữa. Nó đá vào người đau lắm. Quả bóng này không phải để ném nhau đâu cậu ơi. Thế quả bóng này để làm gì? Đây, nó sẽ để như này này. À, để chơi trò ấy á. Nhưng mà mình chưa biết chơi nên hay bị ngã lắm. Ô, em Cam đi đâu rồi ấy nhỉ? Em Cam chui vào cái công viên khủng long này nhỉ? Không phải đâu, em Cam sợ khủng long lắm cậu ơi. Ô, kia kìa. À thì ra em Cam nấp sau cái này. Ô, ui, em Cam xếp vào cái logo này thành hình cái kim tự tháp này. Ui, siêu thế à? Cả nào từ nãy giờ không thấy em Cam đâu thì ra em Cam chạy ra đây để các bạn ơi, kim tự tháp này này các bạn ơi. Nhìn này, một cái kim tự tháp siêu to khổng lồ luôn. Từ trò này đơn giản cậu mà xếp được đi em Cam này, con mà mất cả ngày này Cam nhỉ. Đây này, bây giờ nhìn tới đây này. Nhìn ơi, này. Đâu, có cái gì thì đây này, tớ xếp được rồi đây này. Cái này là cái gì? Cái này á, là công viên nước đấy. Cái trẻ công viên nước đó. Ừ. Đâu? À, có cả công trượt đấy. Đúng rồi, đây này có cả ống trượt đây này. À, ống trượt từ đây. Chua đây xong rồi thả xuống đây đúng không? Đúng rồi, chút xuống đây này. À cũng giống đấy, hôm nào bọn mình đi công viên nước đi. Đây này, ở trên này cậu biết này cái gì không? Đây chính là cái tháp nước đấy. Cái gì đứng dưới này này, trong nước nó thả xuống dưới này này. À thì ra là vậy, cậu xếp cũng nhanh đấy. Đấy, em Cam thấy chị siêu chưa? Đấy, nói đến công viên nước em Cam đã thích rồi đấy. À thì ra vừa đấy em Cam chưa cái quả bóng này, xong rồi mình xuống dưới các cậu ơi. Đúng rồi, chúng mình sẽ quan sát được hết các hoạt động của mọi người bên dưới đang làm gì. Bên này còn có một cái ống này Trang này, còn có một cái ống này. Wow, cái ống này dẫn đi đâu vậy cậu nhỉ? Bây giờ mình phải đi qua đấy thì mới biết được. Đi thôi. Em Cam đi đi. Cam đây Cam ơi. Nhưng cái này là cái gì? À cái này là cái đấm bốc này. À hóa ra đấy là cho đấm bốc à? Đúng rồi, cho đấm bốc. Mày mà hoạt đấy. À em Cam. Đấm mặt chưa? Cái này cái này nhẹ quá. Đấm một cái này là ui ui. Đấm một cái mà nó lại đấm lại tớ này cậu ơi. Đúng rồi, cậu mà đấm mạnh có mà nó đấm lại cho. Em Cam có bị đấm vào mặt không? Đâu em Cam thử đấm đi xem có bị đấm vào mặt không? Không bị đấm vào mặt à? Không, đấm vào mặt luôn. Thế là do anh nhín quần kéo rồi. Anh đấm này. Anh biết vì sao cậu cứ bị đấm lại như thế rồi? Vì sao? Bởi vì cậu không chạy nhanh, em Cam mỗi lần em đấm một phát cái em chạy đi mất luôn. Đâu em Cam thử đấm nhanh xem nào. Thế à? Thế là đấm xong là phải chạy luôn à? Đúng rồi. Cái này tớ đấm nó cái cuối xong tớ chạy. Đấm rồi. Đấm này. Đấy, nó không làm gì được tớ nữa rồi. Hóa ra đấy là bí tịch của em Cam đấy, khi mà chơi trò đấm bốc này đấy cậu ơi. Nè, đấm xong là phải chạy luôn. Đấy. Ui, đây là vào một cái mê cung này. Mình sẽ phải vượt qua những cái tảng đá này này. Ở đây có trò gì này cậu Nhím ơi? Đấy là một cái súng bắn đấy cậu ơi. À thế à? Cậu cứ tưởng đây là một cái ống nhòm. Ô, em Cam kìa. Cái đấy là cái tàu ở dưới nước hay sao ấy cậu ạ? À thế à? Em Cam chưa vào đằng nào thế? Đấy là quả bóng đấy. À đằng đấy à? Để chị lên nhá. Wow, ở đây là cầu trượt siêu to khổng lồ đây này. Ồ, đây này, anh nhìn thấy cái cầu trượt rồi này cậu ơi. Wow, có 3 màu luôn, màu vàng, màu trắng, màu tím. Tớ thích trượt cái cầu trượt phải khổng lồ như này. Cam ơi, nhìn anh trượt cầu trượt này. Đây này. Bây giờ tớ trượt xuống trước nhá. Cái này nó không trượt được. Hả? Tớ thua em Cam rồi. Em Cam thắng rồi. Yeah. Bây giờ tớ về em Cam sẽ đi với nhau nha. Em Cam trượt nhanh chưa? Trong khi đó là Trang, cậu cũng nặng quá, cậu không trượt được đâu. À hóa ra trò này không dành cho những người nặng nha, chỉ dành cho các bạn như em Cam thôi. Đúng rồi, chỉ có em Cam mới trượt được thôi, chứ mình không trượt được đâu cậu ơi. Cái này nặng quá, cái này không thể trượt được xuống này các bạn ơi. Cam ơi, ở đây có trò này hơi bị hay. Em nhìn thấy mấy cái con gì kia chưa? Con này là con quỷ đấy. Cái này, bây giờ để anh ném rồi nhá. Một con quỷ này, hai con quỷ này. Em Cam vào đây ném quỷ đi, hay lắm. Rồi ném thẳng vào màn hình. Ui. Đây, ui. Đến đây này. Con này này.